Chào các bạn, thì trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón vành bèo cho bé như thế này. Thân nón thì mình có làm cái đường gân nổi lên và tạo bèo cho phần vành ha. Để làm được mẫu nón này thì các bạn có thể sử dụng len milk cotton cuộn 125g hoặc là những loại len khác cũng được ha. Đây là loại sợi mà mình sử dụng nè, sợi len dài tầm khoảng 1.75 đến 2 mm, và kim móc ở đây mình dùng kim móc 3.5 mm. Những bạn nào không có cái mẫu kim này cũng có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len. Khi so sánh thì đầu kim nó sẽ to hơn sợi len 1/2 là được nhé. Đây, đầu kim so với sợi len nè. Ngoài ra thì còn có thước đo dùng để đo size của nón. Kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân nón. Đầu tiên tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên cho mình vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau. 1 2 3 4 5 và 6. Khi có được 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau, nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên. Thì đây sẽ là mũi móc đơn đầu tiên nè, ta đâm kim vào chân móc này và móc vào một mũi dời ha. Móc vào một mũi dời để kết thúc vòng. Ta hoàn tất được vòng móc đầu tiên. Và vòng móc đầu tiên có 6 mũi móc đơn, nó sẽ tạo cho vòng móc thứ hai có 6 chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Vòng móc thứ hai đâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời, móc vào 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Khi có được 2 mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi ha, thì các cái chân còn lại cũng làm tương tự. Chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ ba móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ năm móc 2 mũi móc đơn. Và tiếp tục chân móc thứ sáu là chân cuối cùng móc 2 mũi móc đơn. Móc đến cuối vòng thì di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào một mũi dời để kết thúc vòng. Ta hoàn tất được vòng móc mũi đơn thứ hai và tạo ra được 12 mũi móc đơn liên tiếp ha. Các bạn tạm gọi cho mình hai vòng móc mũi đơn này là một hàng móc, thì từ hàng móc thứ hai trở đi mình sẽ móc mũi kép đơn. Nên các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi xích và mình bắt đầu móc mũi kép đơn ha. Hàng móc kế tiếp này mình sẽ gọi là hàng móc thứ hai. Ở cái hàng móc đầu tiên bên trên mình tạo ra 12 chân móc. Thì chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời nè, móc cho mình 2 mũi kép đơn. Tiếp tục chân kế bên cũng móc 2 mũi kép đơn và móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Tức là mình sẽ có được 12 chân móc, mỗi chân là 2 mũi kép đơn ha. Chân thứ ba cũng 2 mũi kép đơn nè. Đây thì vòng móc thứ hai của mình sẽ móc như thế này ha. Mỗi chân là 2 mũi kép đơn. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên. Là cái mũi này nè, đây là mũi kép đơn đầu tiên ha. Thì cái chân móc của nó nằm ở bên trên nè. Móc vào đây một mũi dời để mình kết thúc vòng.
lên 2 mũi xích. Như vậy là hàng móc thứ hai của mình vừa hoàn tất và tạo ra được 24 mũi kép đơn. Ở vòng móc thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời, móc vào một mũi kép đơn. Khi được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi thì chân thứ hai sẽ móc 2 mũi kép đơn cùng chân móc. 1 và 2. Ta sẽ có được một cụm móc như thế này. Một mũi kép đơn xen kẽ 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Ta tăng được một mũi ở cụm đầu tiên này. Thì cụm thứ hai các bạn cũng làm tương tự cho mình. Hai chân móc mình sẽ móc được 3 mũi kép đơn. Nhưng mà các bạn sẽ móc cho mình như sau. Ở hai chân này thì chân đầu tiên một mũi kép đơn nè. Khác với cụm số lẻ, một kép đơn xen hai kép đơn thì hai kép đơn này được móc vào cùng một chân móc. Còn cụm số chẵn các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào chân kế bên. Mũi móc kế tiếp mình sẽ sử dụng mũi ngoặt ngoài để móc. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân chân móc mà mình vừa móc mũi kép đơn đó. Đây, ta sẽ móc vào cái thân chân móc này ha. Lấy len cho mình nè. Sau đó đưa cho mình cái thân chân móc mà mình vừa móc đó. Đưa thân chân móc lên trên kim nè. Thì phía sau nó sẽ như thế này ha. Nó sẽ nằm ở dưới kim. Còn lúc này ở phía này thì nó sẽ nằm trên kim nè. Móc cho mình vào đó một mũi kép đơn. Như vậy cụm số 2 của mình hoàn tất. Đây là cụm số lẻ nè. Một mũi kép đơn xen hai kép đơn và hai kép đơn được móc vào chân móc và thân chân móc ha. Ta sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng. Cụm số lẻ thì các bạn sẽ móc một mũi kép đơn. Sau đó là hai mũi kép đơn được móc vào cùng chân móc. Được cụm thứ ba rồi nè, là cụm số lẻ nè. Tiếp tục cụm thứ tư là cụm chẵn. Móc một mũi kép đơn. Hai mũi kép đơn kế tiếp được móc vào chân móc của mũi kế bên và thân chân móc này. Móc vào chân móc một mũi kép đơn nè. Sau đó tiếp tục móc vào thân chân móc đó. Lấy len và đưa thân chân móc đó lên trên kim. Móc vào một mũi kép đơn. Đây, mình sẽ có được các cụm móc như thế này ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Cụm lẻ nè thì móc một mũi kép đơn. Sau đó là hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Tiếp tục cụm chẵn nè, một mũi kép đơn. Sau đó là hai mũi kép đơn được móc một mũi vào chân móc. Và một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc đó. Đưa thân chân móc lên kim và móc vào một mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự đến hết. Sau khi đã móc hoàn tất được đến cuối vòng nè, mình sẽ tạo ra được 6 cái đường gân nổi lên như thế này ha. Và mình cũng có được tổng cộng là 12 cụm cho cái vòng móc này. Cụm thứ 12 là cụm số lẻ nè, mình cũng tạo mũi ngoặt ngoài ha. Kết thúc thì đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc vào một mũi dời. Ở đây mình thay màu nên các bạn sẽ gây nên cho mình một xích sau đó cắt len. Những bạn nào mà không thay màu thì các bạn sẽ móc cho mình lên 2 xích và tiếp tục ha. Đây, vòng móc thứ ba của mình sẽ có được 12 cụm móc. Cụm thứ nhất là cụm lẻ nè. Đây, cụm lẻ thì mình móc vào chân móc ha. Cụm thứ hai là cụm chẵn thì mình tạo một cái đường gân nè. Ta có cụm thứ hai nè. Cụm móc thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Cụm móc thứ sáu. Cụm móc thứ bảy. Cụm móc thứ tám. Cụm móc thứ 9, cụm móc thứ 10, cụm móc 11 và cụm móc thứ 12. Mình sẽ tăng được 12 mũi móc cho vòng móc thứ 3 này. Thì ở đây mình thay màu nên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay nè. Tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi, ở cái đoạn mà mình kết thúc ở đây nè, cái sợi len thừa này ha, phía sau nó là cái chân móc của mũi dời mà mình kết thúc vòng móc thứ ba. Phía trước nó là chân móc mình móc mũi dời vào đó ha, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân ở phía sau,
là cái chân của mũi dời. Đây là chân móc này ha. Sau đó đưa nút ta vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Thì mình sẽ bắt đầu vòng móc thứ tư nha. Vòng móc thứ tư móc cho mình theo công thức như sau. Móc vào chân đầu tiên một mũi kép đơn. Đây sẽ là chân đầu tiên nè. Sau đó chân thứ hai cũng móc một mũi kép đơn. Khi có được hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì chân thứ ba các bạn sẽ móc cho mình vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc. Lưu ý khi móc các bạn nhớ giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Ta có được cụm móc đầu tiên như thế này, hai mũi kép đơn mỗi chân xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc nè. Thì các bạn để ý cho mình ở hàng móc thứ ba mình có một mũi xen kẽ hai mũi cùng chân thì hàng móc kế tiếp mình tăng lên được một mũi nè, tức ta sẽ có hai mũi kép đơn mỗi chân, nó sẽ nhiều hơn phía dưới một mũi ha, xen kẽ ra hai mũi kép đơn cùng chân. Thì các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình cho đến cuối vòng, tức là cụm số lẻ các bạn sẽ móc vào chân móc, còn cụm số chẵn mình sẽ tạo một cái đường gân ha. Hai chân kế tiếp mỗi chân một mũi kép đơn. Được hai mũi kép đơn vào mỗi chân rồi thì chân thứ ba mà mình gặp này, nó sẽ là cái chân của mũi ngoặt ngoài ở hàng phía dưới. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc đó một mũi kép đơn, sau đó là một mũi ngoặt ngoài được móc vào cái thân chân móc của mũi ngoặt ngoài của hàng bên trên nè. Đưa thân chân móc lên kim và móc vào một mũi kép đơn. Thì ta có được cụm thứ hai như thế này ha. Cụm thứ hai sẽ tạo đường gân nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Cụm lẻ thì mình sẽ móc vào chân móc, còn cụm chẵn thì mình tạo đường gân nè. Cụm thứ ba, mỗi chân là một mũi kép đơn. Ta sẽ có hai mũi kép đơn mỗi chân. Và chân móc thứ ba là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Được một cụm thứ ba rồi thì tiếp tục cụm móc thứ tư là cụm chẵn nè. Hai chân liên tiếp. Mỗi chân một mũi kép đơn. Chân móc thứ ba sẽ là chân của cái mũi ngoặt ngoài ở hàng bên trên. Móc vào cái chân móc đó một mũi kép đơn. Và một mũi ngoặt ngoài được móc vào cái thân chân móc của mũi ngoặt ngoài ở hàng bên trên ha. Ta có cụm móc thứ tư nè, móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Mình sẽ tạo ra cái đường gân như thế này, nối dài đường gân ra. Từ đây móc thêm cho mình nhiều hàng móc như vậy nữa ha. Các bạn sẽ dựa cho mình vào cái mũi kép đơn ở mỗi chân móc này nè. Hàng bên trên mình có một mũi, hàng kế tiếp là hai mũi, sau đó những hàng kế tiếp thì các bạn cứ tăng dần lên 3 mũi, sau đó là 4 mũi, 5 mũi, làm sao cho cái vòng tròn này vừa với vòng đầu của bé là được. Lưu ý là cụm số lẻ thì mình sẽ móc vào chân móc, còn cụm số chẵn mình sẽ móc tạo đường gân ha. Cứ móc tương tự cho mình để kéo dài cái đường gân này ra. Móc tương tự cho mình cho đến cuối và thêm nhiều hàng móc nữa nha. Cụm lẻ thì móc vào chân móc. Hai mũi kép đơn vào cùng chân móc nè. Sau đó tiếp tục móc cụm số chẵn. Hai chân mỗi chân một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp sẽ móc vào chân móc một mũi kép đơn. Và thân chân móc bên trên một mũi ngoặt ngoài. Tương tự đến hết vòng và thêm nhiều vòng móc nữa. Ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 6 vòng móc. Kết thúc cũng đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ở mỗi vòng móc và móc một mũi dời. Ở đây mình tiếp tục thay màu nên mình sẽ móc lên một xích và cắt len ha. Những bạn nào mà không thay màu thì cứ móc lên hai xích và tiếp tục móc. Thì phần chóp nón của mình khi thêm mũi nó sẽ như thế này. Hàng móc thứ ba nè, một kép đơn xen hai kép đơn cùng chân móc. Hàng kế tiếp là hai kép đơn. Hàng kế tiếp nữa là ba kép đơn.
Kế tiếp nhau nữa là bốn kép đơn, xen kẽ hai kép đơn cùng chân móc ha. Và hàng số lẻ mình sẽ móc vào chân móc, còn hàng số chẵn thì sẽ tạo đường gân cho nó nối dài ra nè. Thì mình sẽ có được những cái đường gân nổi lên như thế này ha. Ta có tổng cộng là 6 đường gân. Và để có thể tính được size của vòng nón này, các bạn sẽ canh cho mình mũi móc cho nó được phẳng ra. Và mình sẽ úp cái mặt trái lên trên. Dùng một mẫu thước dây và đo đường kính của vòng tròn mà mình vừa thêm ở đây. Thì vòng tròn mà mình thêm ở đây có tổng cộng là 13cm với đường kính ha. Thì 13cm này để tính được cái kích thước của cái vòng tròn phía ngoài này nè. Ta lấy số đo mà mình vừa đo được nè, nhân cho 3,14 thì sẽ ra được kích thước của cái vòng tròn thân nón ha. Ở đây đường kính của mình là 13cm. Nhân lên thì mình sẽ được vòng tròn xấp xỉ là 41cm. Thì mình muốn làm cho cái vòng nón 42cm. Các bạn có thể ước lượng cho mình số mũi móc tiếp theo mà mình cần phải tăng. Mình muốn tăng thêm 1cm nữa, các bạn sẽ sử dụng thước và mình ước 1cm nó sẽ tương đương với bao nhiêu mũi móc. Ở đây 1cm của mình khi đo vào thì nó tầm khoảng 2 mũi móc nè. 2 mũi móc nữa thì mình sẽ đạt cái vòng đầu là 42cm. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tăng ha. Tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, kéo sợi len dài để thành một nút. Có được một nút rồi, cũng đâm kim vào chân của mũi dời kết thúc ở cái vòng móc này. Kéo nút vừa tạo qua chân móc, móc lên hai mũi xích. Vòng móc mà mình tăng cuối cùng này, các bạn sẽ canh cho mình số mũi móc mà mình tăng, sau đó mình sẽ chia các cái điểm tăng làm sao cho cái vòng tròn của mình nó cân là được ha. Ở đây mình sẽ tăng một điểm ở phía này thì mình sẽ tăng một điểm đối diện nữa cho cái vòng tròn của mình nó cân. Những bạn nào mà tăng nhiều hơn 2 mũi, ví dụ tăng 3 mũi thì tăng tam giác nè, tăng 4 mũi thì tăng 4 góc, hoặc là tăng nhiều mũi hơn thì cứ tăng làm sao cho cân cái vòng nón là được nha. Thì mình sẽ tăng 2 điểm đây. Cứ móc mỗi chân là một mũi kép đơn. Chân đầu tiên nè. Tiếp tục chân kế tiếp. Như cách tăng của các cái hàng móc bên trên thì cái mũi móc tiếp theo mà mình tăng sẽ là cái mũi móc này ha. Hai mũi kép đơn vào cùng chân móc nè. Như vậy là mình đã tăng được một mũi móc ở vòng móc này nè. Các chân móc còn lại thì móc mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến chân đối diện với cái mũi mà mình vừa tăng ở đây. Thì mỗi chân móc một mũi kép đơn sẽ móc như sau. Chân kế tiếp một mũi kép đơn nè. Cứ móc cho mình đến cái mũi ngoặt ngoài ha. Các cái hàng bên trên nè, mình móc vào cái chân móc của mũi ngoặt ngoài và cái thân chân móc đó. Còn ở đây mình không tăng mũi nên các bạn sẽ không móc vào cái chân móc mà mình chỉ móc vào thân chân móc. Đây mình chỉ móc vào đây một mũi ngoặt ngoài thôi ha. Không móc vào chân móc mà móc vào thân chân móc nè. Móc vào một mũi kép đơn. Đây, như vậy là ở cái điểm mà mình tạo đường gân đây nó không tăng mũi nè. Sau đó tiếp tục móc tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn. Ở điểm kế tiếp này các hàng móc bên trên mình tăng, còn hàng móc này mình không tăng nên mình sẽ móc đều mỗi chân là một mũi kép đơn nè. Lúc này nó sẽ không tăng ha. Móc tương tự đến cái điểm đối diện với điểm mà mình tăng. Ở cái đường gân thì không móc vào chân móc mà mình chỉ móc vào thân chân móc một mũi ngoặt ngoài thôi nha. Móc tương tự cho đến cuối vòng luôn.
Sau khi đã móc được đến cuối vòng nè, đây là cái điểm đầu tiên mình tăng ha, thì điểm thứ hai mình tăng sẽ là điểm đối diện nè. Ở đây mình cũng tăng lên được một mũi móc, còn các chân móc còn lại thì mình không tăng, móc đều nè. Lúc này vòng nón của mình nó đã tăng thêm được 1 cm rồi. Lưu ý ở đây nè, cái chất len của mình nó sẽ có cái độ co giãn, thì cái cách tính đó nó chỉ tính hao hao ước lượng với nhau thôi nha, chứ nó không thật sự chính xác. Số đo vòng đầu thì mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo để mình có thể tăng được số mũi móc thích hợp. Kết thúc vòng móc, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời, gây nên 2 xích. Vòng móc kế tiếp mình sẽ không tăng nữa và mình sẽ xuống đều cho thân nón của mình nó có độ sâu. Thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn và mình sẽ không tăng mũi nữa ha. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời á. Chân bên cạnh của một mũi kép đơn nè. Móc tương tự cho các chân móc còn lại. Hàng bên trên là mình có tăng một mũi ha, nhưng mà hàng móc phía dưới mình không tăng nè, móc đều thì nó sẽ như thế này. Ở cái mũi mà mình tạo đường gân cũng vậy, không móc vào chân móc mà mình chỉ móc vào thân chân móc thôi nha, móc vào một mũi ngoặt ngoài nè. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng thì đường gân của mình nó sẽ có cái độ kéo dài ra. Các bạn sẽ móc thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi chiều cao từ đỉnh nón đến hàng mình thêm cuối cùng nó bằng đến cái phần tay của bé là được. Thì chiều cao thân nón mình cũng có để ở phần mô tả, các bạn cũng có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Ta cứ móc đều mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến khi đạt được độ cao nhất định. Thì mình đã lên được tổng cộng là 13 hàng móc từ phần đỉnh đi xuống ha. Kết thúc hàng cuối cùng cũng đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên 1 xích. Chiều cao từ đỉnh nón đến hàng mình thêm cuối cùng nè, đã gần bằng đến phần tay rồi. Thì cái kích thước này các bạn sẽ sử dụng thước đo cho mình. Từ đỉnh nón cho đến hàng mình thêm cuối cùng, đối với size nón 42 cm này ha, nó sẽ nằm trong tầm khoảng 13 cho đến 15 cm. Thì chiều cao này mình cũng có để ở phần mô tả ha, có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo. Khi đã hoàn tất được độ sâu của thân nón rồi thì mình sẽ tiến hành móc cái phần vành. Trước khi móc phần vành thì các bạn sẽ móc cho mình một hàng móc mũi đơn để mình cố định lại được thân nón. Ta sẽ đâm kim vào mũi chân móc, móc một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời luôn ha, móc vào một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng một mũi móc đơn nè. Tương tự cho các chân móc còn lại. Móc cho đến cuối vòng ha. Hoàn tất được mũi đơn đến cuối vòng, đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời để kết thúc vòng. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Ở đây mình thay màu nên mình sẽ cắt len ha, hoặc là các bạn không thay màu thì có thể móc lên 2 xích và tiếp tục móc. Ta sẽ có được độ sâu của thân nón như thế này. Mũi đơn nó sẽ giúp mình cố định lại được số đo vòng đầu nè. Tiếp tục tạo một nút, kéo len qua vòng tròn nè, kéo sợi len dài để thành một nút. Mình cũng đâm kim vào chân của mũi dời, là cái chân phía sau của sợi len thừa á, chân móc này ha. Các cái hàng bên trên thì mình đâm kim luôn vào chân móc nè. Còn ở đây các bạn để ý cho mình, cái mũi móc của mình nó sẽ có 2 cái đường móc như thế này. Đây, tất cả các cái mũi móc cũng vậy ha, mỗi mũi móc mình có 2 cái đường móc, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân bên ngoài để mình móc nha. Ta sẽ không móc vào chân bên trong, là móc cho mình vào cái chân ở bên ngoài như thế này nè.
Thì cái chân của mũi dời này các bạn cũng đâm kim vào chân ở phía ngoài. Có hai đường móc nè, thì đâm kim vào chân bên ngoài. Sau đó kéo nút ta vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Hàng móc đầu tiên của phần vành, di chuyển kim đến chân móc đầu tiên, cũng móc vào chân bên ngoài ha. Móc vào đó một mũi kép đơn. Được một mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi thì chân thứ hai móc vào hai mũi kép đơn cùng chân móc và cũng đâm kim vào chân phía ngoài ha. Đây. Móc vào hai mũi kép đơn. Ta sẽ có được một cụm móc như thế này. Một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Các bạn móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại đến cuối vòng. Chân kế bên một mũi kép đơn. Thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Ta có cụm thứ hai nè. Cụm móc thứ ba. Một mũi kép đơn. Sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Khi đã móc được các cái cụm như thế này thì mặt trong của mình sẽ chừa ra được một cái đường móc. Và mình cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc rồi ha. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Một mũi kép đơn. Và tiếp tục hai mũi kép đơn cùng chân móc. Sau khi đã móc được đến cuối vòng, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên hai xích. Lúc này hàng móc đầu tiên của phần vành nón nó sẽ tạo ra được một độ bèo vừa phải. Mình muốn cho cái phần vành của mình nó có cái độ bèo nhiều hơn thì các bạn sẽ tiếp tục tăng mũi cho mình từ hàng móc thứ hai cho đến hàng móc tiếp theo, sao cho phần vành mình nó có cái độ rộng vừa phải, tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc là được. Thì để tăng mũi các bạn sẽ dựa cho mình vào cách tăng mũi của cái phần thân bên trên nè. Thì cái hàng bên dưới một mũi kép đơn xen hai mũi kép đơn cùng chân móc, thì hàng kế tiếp mình sẽ tăng mũi kép đơn ở mỗi chân móc lên ha. Ở trên này một mũi thì phía dưới mình sẽ có hai mũi mỗi chân. Được hai mũi mỗi chân rồi thì tiếp tục chân kế tiếp hai mũi cùng chân. Ta có được cụm móc đầu tiên nè, nó sẽ tăng được số mũi móc kép đơn ở mỗi chân móc lên thành hai mũi, nhiều hơn hàng phía dưới một mũi nè. Móc tương tự cái cụm này cho mình cho đến cuối vòng. Sau đó sẽ tăng thêm cho mình nhiều vòng móc nữa ha. Những bạn nào mà thấy cái phần vành nón nó có cái độ bèo đủ rồi thì các hàng móc kế tiếp mình sẽ móc đều và không tăng. Còn thích phần bèo mà rộng thêm nữa thì cứ tăng cho mình theo hướng dẫn là được. Ở đây mình đã lên được tổng cộng là 3 hàng móc cho phần vành và để ý cho mình hàng móc thứ hai. Khi mình tăng mũi như thế này thì nó sẽ tạo cho phần vành nón có cái độ bèo vừa phải rồi. Và mình không muốn cho nó bèo quá, ở hàng móc thứ ba mình không tăng mũi. Tức là mình sẽ móc đều mỗi chân là một mũi kép đơn nè. Những bạn nào mà thích bèo thì cứ tăng mũi theo hướng dẫn ha, còn không thích bèo thì sẽ dừng lại và móc đều. Kết thúc vòng móc này, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Vì đây là chất len cho nên cái phần bèo của mình nó dễ bị sụp. Các bạn sẽ tạo cho mình một hàng móc viền cho phần bèo của mình nó được cứng cáp hơn. Thì hàng móc viền các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi dời vào các chân móc ở đây ha. Chân kế bên cũng móc một mũi dời nè. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Mỗi chân ta cứ đâm kim vào và móc một mũi dời vào mỗi chân móc.
Lúc này cái phần bèo của mình, hàng móc phía ngoài nó sẽ có cái độ dày nè, giúp cho phần bèo của nón được cứng cáp hơn ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi đã móc được cái phần viền thì lúc này phần viền bèo của mình nó có cái độ cứng cáp hơn rồi. Kết thúc thì kéo dài sợi len và cắt len. Sợi len thừa đang nằm ở phía ngoài, đâm kim vào chính giữa của cái mũi kế bên á. Đây, đâm vào chân móc chính giữa này, sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau. Thì mình sẽ hoàn tất được phần vành nón như thế này. Giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình một sợi dây móc xích. Và mình sẽ luồn vào hàng móc cuối cùng của cái phần thân nè, luồn xen kẽ như thế này. Và mình sẽ thắt nơ ở đây cho phần thân nón của mình thêm xinh xắn hơn ha. Hoặc là các bạn không thích trang trí sợi dây thì các bạn có thể trang trí nơ hoặc là hoa cho thân nón của mình thêm xinh xắn. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu nón vành bèo như thế này. Chúc các bạn thành công!